Cho nên trong cái tài liệu đề cập đó, là sau 7 tuần thiền định đã quan sát căn tánh của chúng sanh với sự thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahampati, Đức Phật quyết định lên đường hoằng pháp độ sanh. Bài pháp đầu tiên được Ngài thuyết giảng tại vườn Nai đó là bài pháp vườn Nai Sanat, là có ghi lập viễn. Các tăng sinh theo dõi tài liệu đều có ghi đầy đủ nha. Còn gọi là chư thiên đọa xứ Isipatana. Chư thiên đọa xứ là sao? Là nơi này ngày xưa trong tiền thân đó là cũng đã tu tập, là trở thành một nơi thánh địa tu tập của các cái vị mà đạo sĩ, các vị A-la-hán. Và sau khi Ngài tu tập đã chứng đắc được cái đạo giác ngộ giải thoát, Ngài mới nhìn thấy cái cõi đời này là cõi tạm, mà nó tham sân si phiền não là nhiều. Nên các vị này mới, 500 vị A-la-hán này mới đồng loạt bay lên trên hư không, hiện thân cái sức thần thông ra. Ở trên thân thì ra lửa, dưới thân thì ra nước, rồi tự dùng cái lửa tam bụi để mà đốt cháy thân mình. Và cái xác thân của Ngài bắt đầu nó cho bụi lớp xuống cái khu vực này, được gọi là Isipatana. Isipatana được gọi là chư tiên đọa xứ. Sau này các tăng sinh mà đọc sách, đọc kinh điển, chúng ta sẽ thấy điều đó. Thì lúc bây giờ gọi là Lộc Uyển, thì nơi đây Ngài chuyển vận bánh xe pháp. Bánh chuyển vận bánh xe pháp được gọi là Dhamma Chakka Bhavatana, và thường gọi là bài pháp được gọi là tứ diệu đế. Thì cái hình tượng là chuyển pháp luôn, bây giờ người ta dùng cái logo trong Phật giáo là sử dụng nhiều nhất. Cái logo Phật giáo ta sử dụng cái bàn tay và bánh xe chuyển pháp luôn. Bánh xe thì thông thường là có hai loại bánh xe, một bánh xe có 8 căn chỉ cho bát chính đạo, còn có một cái bánh xe chuyển pháp luôn mà có 12 căn là tượng trưng chánh niệm, thập nhị nhân duyên. Chuyển pháp luôn hai cái dấu đứng quan trọng trong Phật giáo, đó là dấu đứng duyên khởi và dấu đứng bát chính đạo. Cho nên cái bánh xe chuyển pháp luôn là thông thường có hai loại bánh xe chính, nhưng mà thông thường người ta sử dụng cả Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền, Phật giáo Nhập Thế, Phật giáo Nguyên Thủy rồi vân, thì sử dụng bánh xe 8 căn là nhiều hơn. Thế thì ở tại nơi đó, khi mà các tăng sinh đọc vô cái lịch sử của Đức Phật thì khi diễn biến rất là dài. Nên khi mà thấy từ tối đó thì năm anh em Kiều Trần Như từ xa mà không có thấy ông cụ làm, ông bây giờ tự nhiên ông tối tìm mình không nên tiếp ông. Ông này tu tập trước khi ông giải đại, ông đọa lạc rồi ông từ bỏ rồi, ông làm gì ông hôn bà này bà kia rồi, giống như cái cô gái chăn cừu đấy, nghi ngờ thái tử Tất Đà Đa, nghi ngờ Đức Phật, nên là nó không có tiếp. Mà khi thái tử Tất Đà Đa, khi Đức Phật càng tới gần thì không ai nói ai, người thì đứng dậy lo tìm nước rửa chân cho nhà, người thì bê bình bát. Và cái đạo lực của Ngài, cái hào quang của Ngài, cái tu, cái sự giác ngộ của Ngài nó tỏ ra nhất phục năm nay Kiều Trần Như, để mà Đức Phật chuyển pháp luôn. Thì tại ở nơi đây được gọi là tam bảo được hình thành đầu tiên trên thế giới. Đây là một trong những câu hỏi mà thường thi gia đình Phật tử hay các tăng sinh thi trong các học kỳ hay các bài kiểm tra, thường người ta thường kiểm tra. Tam bảo được hình thành khi nào? Tam bảo là gì? Tam bảo được hình thành như thế nào? Mình hãy trình bày về nội dung, ý nghĩa của tam bảo. Thì khi đó mình các tăng sinh phải trình bày được. Cho nên khi mà Đức Phật ở nơi đây, Đức Phật tam là gì? Tam là ba, phải không? Mình trở lại cái cuốn tài liệu của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Và tam bảo là gì? Trong cái Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trong cái bộ Phật học phổ thông đó, thì Ngài có được cái vấn đề quy y nữa, nhấn mạnh vào vấn đề quy y. Quy y tam bảo. Thì tam bảo là gì? Khi Đức Phật đi tới cái vườn Na, cho nên hỏi cái trung tâm, cái hằng trung tâm hằng pháp đầu tiên trên thế giới là chính ở nơi cái vườn Na này, Sanat này, Lộc Uyển này. Tại vì nơi Đức Phật đã giảng bài pháp đầu tiên tứ diệu đế. Và Đức Phật tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phật là chỉ cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài pháp được đầu tiên được giảng dạy đó là bài pháp tứ diệu đế. Và tăng bảo tức là năm anh em Kiều Trần Như, năm cái vị tăng đầu tiên. Nên tam bảo hình thành đầu tiên trên thế giới là tại vườn Lộc Uyển, nước Ba La Nại của ngày xưa, bên dòng sông Hằng cổ kính. Đó là gọi là tam bảo được hình thành ở đây đó. Còn mình trở lại cái bài của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó, là bài này là quy y tam bảo. Quy y là gì? Quy tức là trở về, y là nương tựa. Thầy cũng cách đây cũng khoảng chừng hơn hơn tháng, thầy thấy cái vị mà giáo chủ
Có dùng sách chủ nghĩa đúng không? Ông mà đứng đầu, ông cụ mà đứng đầu ở thiền am bên bờ vũ trụ, cái sự kiện mà nó nói tiếng mà nó người ta gọi là nó hot sầm sọt hiện nay ấy, mà nó làm cũng mang tiếng cho Phật giáo rất là nhiều. Cái vụ rất nổi tiếng, cái năm cái chú tiểu mà đi thi giấy bây giờ các lên tăng sinh bây giờ có biết cái nơi đó không, gọi là thiền am bên bờ vũ trụ, hay là còn gọi cái tên gì nữa. Có một ông cụ đó đấy, ông cụ đó ông tự ổng là không quy y mà cũng không đó. Đấy, tỉnh Thất Bồng Lai đó, nó nổi tiếng cả Việt Nam, tỉnh tiếng tai tiếng nó làm khủng khiếp. Nên mới đầu đó mà bây giờ trong đó người ta ổng không có tu hết. Thế hôm đó thì tự nhiên cách đây không chừng tháng, ông đó ông cụ già đó ông đứng làm giảng, ông kêu quy là gì, quy là trở về, y là gì, y là áo. Đấy, ông cũng biết không có học, không chịu nghiên cứu gì hết mà ông ta giảng vậy đó, mà ông cũng làm thiên lo thiên tướng là tu tập không có cần quý vị, không có cần phải thọ giới thọ trì kinh điển nữa, mà cứ miễn làm sao tu trong tâm cho an lạc cho tốt đẹp. Tôi nói thiên thiên địa địa gì đó, làm luôn tu, làm mang tiếng mang tâm Phật giáo, tự xưng mình là người đi tu, người xuất gia. Đó, chùa thì ông ở, kinh điển thì ông thọ trì, ông học thành, ông nghiên cứu cũng thọ giới vậy, là mang tiếng mang tâm mà đi hát nhạc hát đồ, làm việc này việc kia, rồi vận động cầu danh cầu lợi như này, làm bức xúc trong cái phù hồn chúng Phật giáo rất là nhiều. Hiện nay là các cơ quan, các cái luật pháp của những người liên quan giáo hội Phật giáo Đồng Nai cũng hết sức là đau đầu cái việc đó. À, mình người đi tu mà trong cái Phật giáo mình là những mình cũng đâu có làm gì được đâu, mình chỉ góp ý cho bên cái luật pháp của thế gian, là bên thế gian họ có công an rồi có ban ngành người ta mới làm một kỷ luật cái đồ được. Ở trong Phật giáo mình có nói đâu có làm gì được đâu, mình đi tu mà thì cũng là có giáo hội rồi vậy thôi, mình chỉ góp ý đóng góp thôi. Còn cái việc mà thi hành pháp luật thì có các cái ban ngành ở nhà nước, rồi có bên công an, có bên pháp lý, có bên tư pháp, họ có đầy đủ các ban ngành để họ làm việc, mà mình chỉ là góp ý thôi, để mình đâu có thể xử phạt, đâu có bắt bỏ tù, đâu có thể làm việc này việc kia họ, mà họ làm đúng thứ gì không. Anh biết từ quy y là gì, mà ai mà từ quy y mà ông kêu quy là trở về, y là áo. Đấy, cho nên các anh em sinh khi mình học mình những điều cơ bản đó mình phải nắm được. Cái quy có nghĩa là trở về, y là nương tựa, quy là trở về nương tựa nơi mà mình đã vì si mê phóng đảng lìa bỏ ra đi, như đứa trẻ khờ dại đã rời bỏ cha mẹ để ra đi trong hoang phá. Bây giờ biết sự dại khờ cho kinh nghiệm khổ đau, quay về trở về nương tựa lại dưới bóng, dưới bóng hạnh phúc và thương yêu của cha mẹ. Trong nguyên cái chữ quy y được dịch nghĩa là kính vâng hay phục tùng. Là cái từ quy y là cả những cái điều hết sức là căn bản và các tên sinh là chúng ta phải nắm được. Y là nguyên gì? Sống ở giữa cái cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại một mình độc lập để mà tồn tại trong cuộc sống này, là trong cái giáo pháp được Đức Phật dạy duyên khởi duyên sinh. Cho nên cái này nó có thì cái kia có, cái này tồn tại thì cái kia tồn tại. Nhược thử hữu tức bị hữu, nhược thử vô tức bị vô. Đó là cái giáo lý căn bản nhất mà giáo lý duyên sinh duyên khởi ở trong Phật giáo rất là nổi tiếng, mà ít có cái tôn giáo nào mà có được. Và tất cả vạn pháp mà nương tựa nhau mà tồn tại, không có gì mà sống độc lập ở trong cuộc đời này. Một em bé muốn lớn lên thì muốn mà tồn tại trong cuộc đời này thì phải nhờ vào cha và mẹ và anh và chị, và nhờ dò họ hàng về nhà của mình, nương tựa tất cả những yếu tố mình nương tựa vào để mà che chở cho mình, giúp ích cho mình mà tồn tại, thì cái đó được là vui, mình trở về nương tựa. Không có nhiều người vỗ ngực xưng tên tự cao tự đại là tự hại mình. Tôi chả còn cái gì trên cuộc đời này, tôi là không có lệ thuộc vào ai hết. Cuộc đời này là tôi không có cần ai hết, tôi đủ sức để mà vươn lên trong cuộc sống, tôi không cần ai hết. Những cái người đó là tự cao tự đại tự hại mình. Người ta muốn sống trong cuộc đời này cũng phải cần có một không khí trong lành, không khí ô nhiễm hít cũng chết. Thời đại bây giờ giống như covid và đủ thứ, phải có một không khí trong lành, phải có một nơi nó không ô nhiễm. Nếu mình hít phải những không khí những người dịch bệnh này cũng để chết rồi. Mình phải nhờ vào không khí, phải nhờ vào thức ăn, phải nhờ vào cha mẹ thầy tổ những người. Nhiều người gọi là ta cần có một chỗ điểm tựa càng mạnh càng khỏe, thì lúc bây giờ thì người ta mới mạnh được trong cái cuộc sống này. Còn người muốn làm lớn mà muốn có quần chúng, muốn việc này việc kia thì phải có những sức lực, phải có uy tín, phải có những nương tựa vững chắc, tự lực và tha lực, thì trở về nương tựa.
và trong cái nương tựa đó là ai. Thì những cái nương tựa vào anh em và cha mẹ và tiền bạc những cái này cái kia thì cái đó không phải là cái miếng bóp mà tạm thời vô thường vô ngã khổ không. Rồi phải nương tựa vào những Phật đóng nơi mình, tam bảo đó là Phật, Pháp và Tăng. Và tính nếu mà đi cụ thể thì Phật, Pháp, Tăng là gì? Thế thì mình trở lại vấn đề tam bảo là gì? Tam có nghĩa là ba, không? Bảo là sự quý báu, bảo là sự quý báu. Tam bảo là ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ở thế gian thì vàng bạc ngọc ngà là danh vọng là quý báu. Nhưng mà thật sự thì vàng bạc danh vọng hay tất cả những châu báu nó cũng là tạm thời, nó cũng nhiều khi cũng không cứu được con người thoát khỏi những vấn đề sinh lão bệnh tử, mà nhiều khi nó còn làm cho con người thêm khổ đau nữa. Còn Phật Pháp Tăng thì có đủ năng lực dắt dẫn con người ra những cái khổ chân. Bởi thế cho nên người con Phật thì cần phải trở về tôn kính Phật Pháp Tăng, đó là ba ngôi báu, còn gọi được gọi là tam bảo. Cái điều này đó là hàng ngày trong các khóa lễ mình đều có tụng, tụng xong là mình cuối cùng là tự vi Phật, tự vi Pháp, tự vi Tăng, ý nghĩa đó hết sức là thâm thâm. Nhiều khi mình tụng qua loa. Trong khi mà khi các tăng ni sinh chúng ta học, hay là những bất kỳ người nào mà tu tập trong Phật Pháp á, mình tu hay là một câu kinh, một câu kệ, mình tụng mình đỡ tâm, đỡ ý trên đó. Phải có tấm lòng, sống trong đời sống còn có một tấm lòng. Thậm chí Trịnh Công Sơn sống trong đời sống còn có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Đừng có chấp vào nó, phải để nó làm gì. Cho nên Trịnh Công Sơn có nhiều triết lý rất là hay mà người ta ca ngợi vậy. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Chúng ta có chấp vào nó, nó rất là nhiều cái triết lý trong nó rất là hay. Mà cho nên họ thường thích nhất thành cũng là phân tích cái ý nghĩa của thiền ở trong những tác phẩm mà của Trịnh, nhạc Trịnh Công Sơn, hay là những cái ý nghĩa của cái sự là tu tập Phật giáo, triết lý rất là nổi tiếng, sự tu tập ở trong cái triết lý mà của Đại Thi Hàm Hiển Du, tác phẩm Trịnh Kiều, trong tác phẩm để lại những cái tác phẩm về văn tế thập loại chúng sinh của Hiển Du. Thế thì các bây giờ mà chúng ta sẽ đi vào cụ thể về tam bảo. Tam bảo thứ nhất là Phật, Phật bảo. Thì hôm trước mình cũng đề cập tới chữ Phật, loài Phật được dịch từ tiếng Phạn là Buddha, phiên âm tàu dịch là giác giả, nghĩa là Phật đã từ giác, giác tha và giác thành, viên mãn về ba cái phương diện đó. Còn Pháp có nghĩa là gì? Pháp nghĩa là Dhamma, Dhamma. Dhamma trong dịch cái tiếng Hán thì là Dhamma, trong cái tiếng Phạn, tiếng Phạn gồm là tiếng Bali, tiếng Sanskrit, Dhamma, Dhamma. Còn tàu dịch có dịch ra trong cái từ Hán Việt Pháp có nghĩa là phương pháp tu hành mà Phật, Đức Phật và phát huy để diệt trừ mọi mê mề, mê muội, khổ đau và chứng được được Phật quả. Tất cả những tam tạng kinh điển được gọi chung là Pháp. Thì cái phần Phật Pháp đoạn trước là Đạo Phật cũng có giới thiệu là các tân sinh chúng ta về cố gắng nghiên cứu tiếp. Tăng là gì? Tăng còn gọi là tăng già, được dịch từ cái tiếng Phạn là Sangha và phiên âm ra tàu dịch là hòa hợp chúng, nghĩa là một đoàn thể tu hành từ bốn người sắp lên cùng nhau sống chung trong một chỗ, đồng giữ giới luật của Phật, đồng chia sẻ cho nhau một cách hòa thuận những gì đã thấu nhận được từ vật chất cho đến tinh thần, được gọi là tăng. Tăng là gì? Tăng là Sangha. Xưa nay có nhiều người ở bên ngoài, những người Phật tử, người thế gian á, thì người ta không có biết, người ta có đề cập tới nói tăng là chỉ cho một thầy, một cô nào đó, một vị hòa thượng hay thượng tọa đó gọi tăng. Người ta hiểu như là người ta không có nghiên cứu, không có học, người ta không có biết, mình cũng không có trách họ. Nhưng mà các tăng ni sinh hay những người trong Phật giáo chúng ta biết tăng là gì, phải hiểu một cách cụ thể. Tăng có nghĩa là được dịch cho trong cái tử lợi sang, gọi là sang gan, dịch là tăng già, nghĩa là dịch là hòa hợp chúng. Hòa hợp chúng đó là một đoàn thể ít nhất là bốn người trở lên tu tập có sự thanh tịnh, có sự hòa hợp nên gọi là tăng. Chẳng hạn như ví dụ bây giờ bên ngoài có bốn ông đại ca nào đó, ông cũng cạo đầu, cũng đủ thứ, cũng sống gọi là ông sống theo cái luật giang hồ của ông ta. Ví dụ như là cái đầu đường sẽ chở những cái tay đại ca đó, có 4-5 người đó mà hợp chung lại, nhiều khi nó cũng cạo đầu làm đại ca mà cạo tóc cũng sống chung, nhiều khi mà cũng hòa hợp trong cái kiểu đó. Hòa hợp kiểu là sao? Hôm kiểu tối nay là mình phải đột nhập nhà này,
trộm gà trộm chó trộm vịt này, cái nhóm đó đại ca mà, thì nó cũng hòa hợp đó. Nếu mà hôm nay bắt được 5 con chó 7 con chó, tối nay bắt được 5 7 con chó thì tôi sẽ chia ra, một con thì sẽ làm như thế này để mua phương tiện, còn con kia mà, thì mọi người phải chia ra cái hòa hợp trong cái luật giang hồ của nó. Thì cái đó thì nó có gọi là tăng không, không gọi là tăng, là một đoàn thể hòa hợp, nó hòa hợp theo cái kiểu đại ca của nó thì phải. Nhưng mà yếu tố của tăng là gì, nó phải có yếu tố thanh tịnh, hòa hợp mà phải thanh tịnh. Cái hòa hợp mà nó làm tầm bậy làm ác là hết sức là nguy hiểm, đoàn thể như thế. Nên có nhiều khi mà có nhiều Phật tử họ cứ thấy những có những thầy này cô kia được thế này thế nào họ không hiểu, họ nói là tôi giờ chỉ quy là chỉ Phật quy pháp thôi, chứ nhiều mấy ông tăng đúng thuyết chuyện đó cũng quy tăng. Nhưng mà cái kiểu tăng có nghĩa là gì, là một đoàn thể tu tập. Nhiều khi mà các quý thầy quý cô hay nhiều cái vị trụ trì mình không hiểu, cũng làm cái việc mà mình chưa hiểu lắm, mình ứng dụng nó sai, thậm chí mình quy y. Có nhiều thầy nhiều cô cứ nghĩ rằng người ta quy là đệ tử của mình, thì cái đó sai lầm. Ta quy Phật, Phật là trung rồi, Phật là giác giả, mà là một bậc nào mà giác ngộ về họ tới quy đó là cái sự giác ngộ trong tâm là siêu việt rồi, tự giác, giác tha là giác hành viên mãn. Quy pháp là quy và những cái kinh điển, những giáo pháp, những phương pháp tu tập an lạc và thoát khỏi khổ đau. Quy tăng là trở về cái bản tánh thanh tịnh hòa hợp, nương vào những cái đoàn thể tu tập tốt. Chứ đâu phải là người gọi là quy tăng là cứ quy vào ông thầy này bà cô kia, hay là ông thầy trụ trì nọ. Nhiều khi ông có nhiều thầy trụ trì, nhiều sư cô, nhiều thầy này thì có không biết là nó, ô cha quy từ nay hôm nay là tôi quy ngày 19 tháng 2 này, quy chùa tôi này, 19 tháng 9 này, 19 tháng 6, 19 tháng 9 này, hay là lấy ngày biểu của Bồ Tát đó, hay là lấy tùy theo lấy ngày Phật thành đạo rồi đó là mình quy. Thế thì từ đây là quy, là quy chùa tôi là phải đệ tử của tôi. Thứ đệ tử gì đâu mà lâu ngày nó thấy không gì, chùa chả thăm tôi, chỉ biết các thầy cô khác không biết gì tôi hết. Nhiều thầy nhiều cô vô tình làm như vậy là cũng là mình đã sai, là đã quy, mình biết rằng không phải là quy, mình chỉ là những người có duyên đứng ra để quy cho cái người Phật tử này Phật tử kia. Nhưng mà phải biết rằng họ quy tam bảo, mà tam bảo là Phật bảo, là pháp bảo, là tăng bảo. Tăng là một đoàn thể tu tập thanh tịnh từ bốn người sống hòa hợp và có sự thanh tịnh, bản chất là hòa hợp và thanh tịnh. Nhiều cái đoàn thể mà họ sống hòa hợp mà không có thanh tịnh đâu được, những tổ chức này, những đoàn thể kia, những tập thể nọ mà người ta có hòa hợp, có làm được cái việc, nhưng họ không thanh tịnh, họ tính toán, họ mưu mô, họ hơn, họ thua, họ tranh giành, tham danh đoạt lợi, thì cái đó là không phải là cái bản chất của tăng này. Tăng là phải là hòa hợp và thanh tịnh, và ít nhất là bốn người trở lên đã, trong quy định của tăng. Nên các tăng nữ sinh chúng ta để ý cái chỗ này. Thì tăng tàu dịch đó là hòa hợp chúng, là một đoàn thể tu hành từ bốn người trở lên cùng nhau sống chung một chỗ, đồng giữ giới luật của Phật. Nó có cái yếu tố là đồng giữ giữ giới của nhà Phật đó, giữ giới nhà Phật. Ví dụ bây giờ thiền am bên bờ vũ trụ, hay là cũng sư đó gì cái gì mà ta báo thiền am bên bờ vũ trụ bữa này kia đâu, cái ông chạy giữ giới hết. Thì cái đó có phải tăng không? Mà không có thọ giới, mà tăng không có thọ giới mà không giữ giới, tu tập không, cái kiểu như họ muốn làm cái gì họ làm như tu hết, sống đủ thứ trong đó là nhiều việc nó xảy ra, nó làm ảnh hưởng của Phật giáo rất là nhiều, giáo hội rất là đông đầu, mà thế gian cũng là phải rất là khổ, luật pháp cũng rất là khổ, biết đâu nãy là đủ cái chuyện đi hát nhạc bolero không à, là tôi cô đơn, yêu ai cũng cô đơn hát miết vậy thôi, khai ông cũng sương trẻ vậy đó, lên rồi cũng ca ngợi những kia, đem hình ảnh của tu sĩ mà làm đủ thứ chuyện, hát nhạc đòi nhạc đấy là đồ gì đó, mà lên này live stream live sóng câu view câu khách làm đủ thứ, rồi giới luật nhà Phật thì không giữ, cái thứ ba gọi là cũng xưng là hòa thượng cha hòa thượng con rồi đủ thứ chuyện. Anh đã làm từ ngàn xưa tới bây giờ, mình thì không có lên án việc này việc kia, nhưng mà những cái gì xấu thì mình biết mình tránh một chút cho nó tốt, chứ còn không á là cứ chạy theo việc này kia, là người tu tập mà không hiểu, không có tu tập, không có hiểu biết thì mình dở, nếu mà không khéo mình chạy theo cái gì đó. Thậm chí cái cô mà cô Ni, gọi là cô Ni đi xuất gia, cô gì tên gì đó, cô Tháo cô gì đó, phải không, mà làm cho bố mẹ khủng khiếp, bố mẹ mình phải khóc mất con mình, nói là 18 tuổi trở lên là bố mẹ không được quyền can dự nữa. Sau này xảy ra đủ thứ cái việc đó, tăng ni ở chung ở trại, rồi con rồi cái rồi nhận con nuôi con ghế con bố con biết, còn cha mẹ thì
nó một cái đống tùm lum trong đó không biết đâu mà được. Ban đầu mà người ta không biết thì nó đủ thứ việc hết, các chú tiểu còn chẳng như sao mà siêu việt thiên tài, người ta đào tạo việc này việc kia, mà từ tiểu mà điệu ra điệu, mà tăng là niên ra niên, hòa thượng ra hòa thượng, đủ thứ. Hòa thượng là cái hòa thượng ông nội đúng không, không hòa thượng ông nội, hòa thượng cha, hòa thượng mẹ, hòa thượng bố, hòa thượng ông nội, ủa cái hòa thượng phu nhân chung. Đó là sau này không khéo là Phật giáo mà nó bị hỏng. Người ta lấy những cái đó, những cái người họ ghét Phật giáo, họ lấy cái đó họ lưu xót, họ làm những thứ trong Phật giáo. Cái gì? Cái tăng thống chúng ta học cái đoàn thể tu tập, những tăng, các tăng nhân sinh phải học cho cụ thể, từ bốn người trở lên, phải hòa hợp, phải thanh tịnh, phải sống và phải giữ được cái giới luật của Phật. Mà phải tăng là phải riêng, ni phải riêng. Thời xưa Đức Phật cũng vậy, tăng là phải riêng, những người nữ là xuất gia là phải có bên chúng của Mahabhasabade, Di Mẫu Mahabhasabade, có cái tu viện riêng của bên ni ở. Không có chuyện mà tăng ni mà ở chung thì có nhiều người nhận luôn tôi không được, nó lan trả việc này việc kia, nó làm tai tiếng về Phật pháp lắm. Thì cái điều đó nó xảy ra từ xưa nay rồi, mà người tu Phật mình học mình biết được những căn giáo lý căn bản, mà mình cứ cố gắng giữ gìn những điều căn bản đó, không mình đỡ phạm. Nó sống chung một chỗ, đồng giữ giới luật của Phật, đồng chia sẻ cho nhau một cách hòa thuận, những gì nó không nhận được từ vật chất cho đến tinh thần, những yếu tố là tăng độ. Nhưng phải tăng không phải chỉ cho một người. Quy Tam Bảo là thế nào? Quy Tam Bảo là trở về nương tựa ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. Vì sao chúng ta quy Phật? Tại vì Đức Phật là một đấng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô lượng, phúc huệ vô biên, đức hạnh viên mãn. Vì Phật là người dẫn đường vĩ đại nhất, đã có những cái kinh nghiệm mà tu tập, bản thân đã thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi để mà chứng đạo vô thượng chính đẳng giác. Vì sao mà chúng ta phải quy Pháp? Vì chỉ có phương pháp của Phật Đà đầy đủ công năng để đưa chúng ta qua bể khổ, đến được bờ giải thoát. Và chúng ta vì sao phải quy Tăng? Vì Tăng là người đã hy sinh gia đình, tiền của, danh vọng để tình nguyện đi theo dõi nhất chúng sanh trên đường học đạo. Đúng thế. Tăng là vậy. Mọi người xuất gia là hạnh nguyện vị tu sĩ, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Có ý nghĩa nơi thế. Có nhiều người thậm chí Phật tử, nhất là những cái có nhiều cái tổ chức, có nhiều cái đạo tràng, người ta không hiểu được cái chữ tăng. Và nhiều khi người ta không có duyên gặp được những thầy lành bạn tốt. Ta gọi là tiên trách kỷ hậu trách bị. Thực ra Đức Phật dạy đến cái cuộc đời này, cái gì mình có nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp mình đến với nhau, mình không có than trời trách đất. Có nhiều người tự nhiên họ tốt, họ đi tới đâu có nhiều người họ giúp đỡ. Còn có nhiều người họ có nhân duyên nhiều đời, ông tạo ông gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, không có đi tới đâu người ta mắng, người ta chửi tới đâu, mà đi đâu đến gặp con nó đều xấu thôi. Những cái người mà chẳng hạn những cái Phật tử hay những cái vị tăng vị ni mà tự nhiên có nhân duyên mình nó thiếu, đi đâu tới đâu thì bị ta chê tới đó, ta mắng tới đó. Thì thay vì mình ôn gia trái chủ, mình biết mình hóa giải, mình cảm ơn cuộc đời, mình vượt qua trong gai thử thách. Mình không biết thì mình cứ oán trách cuộc đời, oán trách người này, tại sao tôi tu hành thế này, tôi tu hành thế này. Ở trong Phật giáo của mình có một câu chuyện tên là ngài là Ngộ Đạt. Các tăng sinh có thường tọa trì bộ kinh Từ Bi Thủy Sám không? Từ Bi Thủy Sám Pháp là một cái câu chuyện rất là hay. Trong đó nói về kể về câu chuyện của ngài Ngộ Đạt. Ngộ Đạt Quốc Sư, trong cái triều đại của triều đại nhà Đường, thì có tay cổng trường đó là một triều đại nhà Đường, thì vào cổng trường thế kỷ thứ 7 trở sau, cách đây có một triều 1300 năm 1200 năm triều đại nhà Đường. Thì triều đại nhà Đường là một ở bên đất nước Trung Quốc thì một đất nước rất là rộng lớn mênh mông, và Phật pháp dưới triều đại nhà Đường cũng rất là phát triển, văn hóa chính trị thơ đường rất là phát triển, giống như triều đại nhà Lý của mình. Triều đại nhà Lý và triều đại nhà Trần được xem như là quốc giáo, triều đại đó nó thái bình, từ văn hóa, về chính trị, về tôn giáo, về học thuật, về văn nghệ, tất cả nó đạt tới được trình độ rất là cao. Cho nên ở bên Trung Quốc gọi là đường thơ đường, Lý Bạch, Đỗ Phú, Bạch Cư Dị, và những nhà thơ đường rất là nổi tiếng, triều đại nhà Đường rất là nổi tiếng, Phật giáo rất là phát triển. Thì trong cái triều đại đó có cái câu chuyện các tăng sinh như chẳng hạn như kinh Từ Bi Thủy Sám. Khi mình học trước học về kinh là gì, luật là gì, luận là gì rồi đó, người ta bảo kinh là lời dạy của Phật,
Thực ra kinh là phần lớn là lời dạy của Đức Phật. Rồi sau này các vị đại đệ tử của ngài như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền, như ngài Mahakajit, Mahakachindi, Mahakolila và v.v. thì là những cái ngài có cái ngài đó, ngài cũng y cứu trên lời dạy của Đức Phật mà ngài triển khai, ngài thuyết pháp, và Đức Phật ấn chứng cái điều đó hợp với kinh điển cho nên được liệt vào kinh điển. Nên kinh điển là phần lớn là lời dạy của Đức Phật, mà bên cạnh đó ngày xưa là có đại đệ tử của Đức Phật, nhưng mà về sau thì cũng có những cái bậc mà tu tập chứng ngộ chứng quả, và ngài có những cái lời dạy, những cái lời dạy, những sự tu tập và những cái lời thuyết pháp của ngài, hành nguyện của ngài ứng với kinh điển, cho nên về sau được liệt vào kinh điển, cho nên được vào trong bộ tục tạng. Nên mình có cái bộ kinh, chẳng hạn về sau cái tối cái, chẳng hạn như về cái thế kỷ ở bên khi mà đệ tử cái truyền vào ngày Lục Tổ Huệ Năng, thì sau ngày thuyết kinh thuyết giảng thuyết ngày thuyết pháp, nên cái bộ mà pháp bảo đàn của ngài, pháp bảo đàn kinh điển liệt vào kinh tạng kinh điển. Hay là trong cái thế kỷ thứ hai thứ ba ở bên Tân Nam truyền Phật giáo, và Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu mới cũng là bây giờ được rất là phổ biến, thì có một kinh là Nilanda là kinh Nát Tiên Tỳ Kheo, thì cũng được liệt vào kinh tạng. Cho nên cái bộ Từ Bi Thủy Sám Pháp khi mình thọ trì, các tăng sinh khi lập ra trong cuốn nguyên văn nguyên do đã hình thành đến bộ Từ Bi Thủy Sám Pháp này, là từ trường đại nhà đường của ngài Ngộ Đạo Quốc Sư đó, mà ngài tu tập. Về sau ngài viết ra cái văn này, cái lời văn hết sức là tha thiết, hết sức là siêu việt, hết sức là nhẹ nhàng, để nó hóa giải những oan gia trái chủ nhiều lời nhiều kiếp. Mà trong cũng phần lớn các cái bây giờ, ngày xưa các vị ngài, thậm chí thời bây giờ, ai có đau ốm hay tật bệnh việc này việc kia, cũng phần lớn là thọ trì tới khai kinh và thọ trì tới một kinh Từ Bi Thủy Sám này, mình tụng khoảng chừng theo cái kinh nghiệm của quý thầy như các cái ngài đỡ lại, thì phần lớn như 100 người họ đau nặng á, mà mình tới mình thành tâm mình tới thọ trì, mình khai đàn để mình khai đàn Từ Bi Thủy Sám, sám hối cho họ. Cái 100 người hoàn toàn 100% thì không có, nhưng mà 100 người bệnh thì cũng phần lớn thì cũng phải từ được. Nếu mình thọ trì cho tốt, quý thầy quý cô mà gia chủ thành tâm, mà cái người bệnh đó mà có sự tương ứng toàn giao tất cả mọi thứ, cái đâu nặng cỡ nào việc này kia, mà phần lớn thì xác suất của ngài trở lại cũng phải từ 70-80%. Tức là 100 người mà thọ trì bộ kinh Từ Bi Thủy Sám này mà nếu mà thành tâm thì cũng phải được 70 người hay 80 người, còn lại là 10 người, 20 người là phần lớn là không có ứng. Nhưng mà cái xác suất để mà thành công phải từ 70-80%. Thì những người đó họ nghe kinh rồi, một là họ khỏe mạnh trở lại, hai là họ ra đi là trong nhẹ nhàng, không an lạc, và tái sanh rồi cảnh giới lành. Thì cái văn của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong cái bối cảnh đó, thì ngài giảng trong cái triều đại nhà đường lúc bây giờ, trong một chuyện được kể rằng, nếu mà trong cuốn sách các tăng sinh sau này đọc cái cuốn sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngài cũng có viết, hay là những cái bộ kinh, bộ Từ Bi Thủy Sám, rồi nhiều cái bộ luận về sau, nhiều cái sách đó viết. Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cuốn sách rất nổi tiếng là Cửa Tùng Có Đôi Cánh Gài, ngài viết về đó. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là cái câu chuyện được kể rằng trong triều đại nhà Đường đó, lúc bây giờ trong một cái đại tòng long là một ngôi chùa rất là lớn, tu viện lớn, thì nơi đó có trên hàng trăm chư tăng ở tu tập, đại chúng đại gọi là đại tu viện. Thì trong đó thì trên thì có hòa thượng lớn, dưới thì có các vị thượng tọa đại đức tăng, dưới thì có các chú tiểu. Thì trong cái tự viện, tự nhiên trong cái chùa nhà là đều xuất hiện một cái chú tiểu mới còn nhỏ mà được cha mẹ đưa vào chùa, mà khi đưa vào chùa thì rất là giỏi, còn là chú tiểu nhưng mà kinh tạng là hóng lòng đức hạnh rất là siêu việt, mà thậm chí nhiều người cho trong các cái tăng ni sinh học luật tỳ ni đó, hoặc là sa tăng tỳ ni uy nghi cảnh sát, hoặc là sa di thuyết pháp sa môn thính, tức là cái chú tiểu sa di này mà mỗi khi mà nói chuyện Phật pháp, thậm chí các vị sa môn lớn tuổi hòa thượng cũng phải nghe, rất là giỏi, đức hạnh rất là siêu việt. Thế tự nhiên một hôm á, cái câu chuyện được kể là một hôm ở trong cái tự viện lớn đó, thì có một cái vị sư đi ngang qua cái tự viện đó, cái tự viện lớn đó. Thì cái vị sư này là mình mỏi hôi hám
và đau nhất bị bệnh giống như bị bệnh cùi rúi, nó sợ bệnh truyền nhiễm nữa, thì mới đi ngang qua cái từ viện lớn, nó mới xin vào trong từ viện xin tá túc. Thì khi mà đi ngang đi vô đó xin đó thì xin ở lại tá túc. Bây giờ đau yếu bị bệnh cùi rúi rồi này kia, mà giữa trời mưa gió lạnh lẽo đi này đi kia mà đói khát sống chết không biết lúc nào, mới xin vô cái từ viện đó. Thì khi mà gặp đó thì các vị mới giới thiệu quý vị mà tri sự. Tri sự là một vị tăng lớn đã quán cái lý việc tăng sự trong cái từ viện đó. Thì vị tăng sự này rất là ngại, ông là quản lý trong cái vấn đề điều hành tăng chúng trong ngôi chùa lớn này. Mà bây giờ cái vị tăng này không biết cái lai lịch như thế nào, bị bệnh cùi bệnh hủi như thế này, ở trong này thì nó lây cho tăng cho chúng thì ai mà dám trước đấy. Mà không biết lai lịch, tôi biết cái nó xảy ra cái chuyện gì, nhiều khi còn trọng còn cấp rồi bệnh tật như thế này, nó lây trong tăng chúng là ai chống chối cho vị tăng sự đó, tính thì đuổi đi. Nhưng mà nghĩ lại cái vị sư này, mình là tu tập với nhau, cái vị cũng đầu tròn áo vuông mà người ta xa cơ lỡ bước mà bị bệnh bị cùi thế này, không ai chúa chấp hết, mà mình là một người tu tập từ bi xuất gia mà mình không chúa thì thế làm sao? Nên không mà giữ lại thì cũng không có dám giữ, mà đuổi đi thì cũng không có nỡ đuổi đi. Đang phong vân như vậy thì cái chú tiểu Mồ Đạt, tên là cái chú tiểu tên là Mồ Đạt chạy vào mới thưa bạch thượng tọa. Thượng tọa hoan hỷ, cái vị sư này rất là khổ, thôi theo con thì thượng tọa nên cái đại tòng lâm, cái từ viện mình nó lớn lắm rồi, cái hàng ngàn mét vuông rất là rộng. Ngày xưa các từ viện rất lớn, cả trăm tăng ở mà, thì ở phía sau nên đòi muối người sau cũng chiếu lâm tự kiểu vậy đó, thì phía sau đằng sau thì có những cái am chanh am cốc đó, thì xin thượng tọa cho cái vị sư này ra ở phía sau đó, con sẽ phát tâm hàng ngày cũng đem cơm đem cháo rồi nước rồi ra con giúp cho cái vị tăng này. Bây giờ mà đỡ mà cái vị này đi ra lang thang ngoài đường thì thấy người kia ảnh hưởng tới Phật pháp và bệnh tật thì nó rất là tội. Nên cái thượng tọa mà chư sự nó rất là hoan hỷ, giao cho chú tiểu Mồ Đạt đưa ra phía sau. Mà một chú tiểu Mồ Đạt mà mới còn nhỏ mà đức hạnh rất là giỏi, mà trí tuệ rất là siêu việt, kinh tạng rồi thấu lầu đạo đức rất là tốt, đưa ra đó thì chúng này là cứ hàng ngày là đem cơm đem cháo ra đỡ mà cho vị sư, mà tự thân đi hái các cái loại lá thuốc lá đồ để mà nấu nước nấu đồ cho vị sư tắm. Ở trong vòng khoảng chừng 3 tháng hơn là bắt đầu vị sư đó là bắt đầu trắng téo mập mạp lại, là bắt đầu là sạch sẽ hết tất cả mọi việc, ghế chóc đồ đó là cùi rúi nữa thì cũng bớt luôn. Mà không cũng hơn ba tháng là cái vị sư đó là khỏe mạnh hết hoàn toàn. Cho nên cái vị sư đó sau hơn 3 tháng bắt đầu muốn vô đánh lễ tăng chúng, mới xin là đi tiếp tục cái hành nguyện hành khóc của mình. Thì cái vị đó mà khi đảnh lễ đi rồi đó thì tăng chúng rất là hoan hỷ, cảm ơn tăng chúng, cảm ơn chùa chiền mọi việc. Thì khi mà đi ra, chú tiểu Mồ Đạt lại tiễn ra phía trước cổng. Rồi cái vị tăng sĩ, cái vị khóc sĩ nó quay lại bảo chú tiểu Mồ Đạt, nói tôi nói cho ông biết, ông là một chú tiểu, nhưng mà thì khi sau này ông lớn lên, ông trở thành một cái vị tỳ kheo trong quốc gia này không ai bằng ông hết, không ai bằng ông hết. Nhưng mà lúc mà ông ở trên cái đỉnh cao mà danh vọng nhất của cuộc đời của ông, ông sẽ gặp một cái đại nạn. Mà khi ông gặp cái đại nạn như thế thì không ai cứu ông hết. Ông hãy nhớ đến tôi. Khi mà nhớ đến tôi, ông hãy đi về hướng Tây, đến một cái ngọn núi. Mà ông hãy nhìn lên trên ngọn núi có hai cái cây tùng. Tôi sẽ đứng nơi đó tôi đợi ông, tôi sẽ giúp cho ông. Thì nói xong ông đi mất. Chú Tiểu Mồ Đạt là cũng rất là tài đức vẹn toàn, còn chú Tiểu Hạnh rất là siêu việt, cũng chả có nghĩ gì chuyện đó hết. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì khi mà đó về sau là Mồ Đạt trở thành một vị tăng sĩ rất nổi tiếng truyền đại nhà Đường, được tôn là quốc sư Mồ Đạt quốc sư. Thì trong một cái mùa Vu Lan báo hiếu rất là lớn thì vua đó rất là thành kính của truyền đại nhà Đường, thì bắt đầu mới thỉnh ngài để thuyết pháp. Thuyết pháp không phải bình thường, thuyết pháp ở trong hoàng cung, thì đích thân nhà vua đỡ mình rước ngài lên pháp tòa. Mà ngài lúc đó không phải làm pháp tòa bình thường, mà làm một cái pháp tòa bằng gỗ trầm hương. Các tăng ni sinh học lục thì có điều này: Mô Đạt thọ trầm hương, chi tòa thường tổ phước như chi báo, tự mà tạ hồ. Thì khi mà ngài Mô Đạt ngài lên trên đó, ngài đức hạnh ngài rất là siêu việt. Khi mà lên giảng đó, lúc mà trước khi mà đăng đàn thuyết pháp thì nhà vua rất là quý trọng Phật và pháp, cho nên ngài mới tôn ngài làm quốc sư, là thầy của vua,
thầy của cả quốc gia. Và giống như Việt Nam mình có nhiều ngài quốc sư từ cái thời triều đại nhà Lý, triều đại nhà Trần, được vua quan trưởng giả rồi tất cả mọi người như là chẳng hạn như ngài Thiền Sư Vạn Hạnh, thậm chí những triều đại về sau triều đại nhà Nguyễn mình ở đây ở chùa Thập Tháp mình cũng có ngài quốc sư Phước Huệ nữa, rất là nhiều ở bên Trung Quốc như vậy. Thì triều đại nhà Đường thì khi vua đó ngài muốn là cho giáo pháp được mà thịnh hành, ngài thỉnh ngài thuyết pháp cho tất cả những cái vua quan trưởng giả thần quan, tất cả những tăng ni phật tử là những cái thứ dân, tất cả mọi người được nghe, nên ở một cái quảng trường lớn trong hoàng cung là một cái tòa trầm hương, mà người ta bảo cái trầm hương thật nó quý hơn vàng nữa. Ngài nó lên trên đó thuyết pháp, rồi vua thì đích thân vua thỉnh ngài lên đảnh lễ. Dưới khi mà ngài lên trên pháp tòa trầm hương thì nhìn thấy một cái khung cảnh hoàn toàn tráng lệ, mà ngài nghĩ rằng ở trên cuộc đời này chắc không ai bằng ta, cái đỉnh cao danh vọng này không ai bằng ta. Tại vì sao? Vua mà cũng phải là cung thỉnh ngài lên thuyết pháp, ở dưới là vua quan trưởng giả, thậm chí tăng ni hòa thượng còn ngồi ở dưới để mà nghe pháp, bao nhiêu nhìn xa cho hàng vạn thứ dân đứng họ nghe trong những mùa vu lan báo hiếu. Thế thì ngài khởi một cái niệm là trên cuộc đời không ai bằng ta, trong cái đỉnh cao danh vọng cuộc đời, ngài mới tự nhiên có cái thoáng ý qua như vậy, cái tự nhiên ngài hét lên một tiếng là té đầu xuống bất tỉnh luôn. Thì vua quan trưởng giả các vị hòa thượng mà mới tới nhiều ngày vô thì coi xem chuyện gì, mà phát hiện ở dưới ngài trên cái bắc phế của ngài có một cái mục vẽ mà nó có hình người, nó có cả mắt cả mũi cả miệng, kinh khiếp và đau nhức khủng khiếp. Ngài khóc, ngài rét lên mà không cách nào mà kiềm chế được. Rồi phải nhờ vua thì phải nhờ tới những người y nổi tiếng tới trị điều trị, mà cũng sau thời gian điều trị cũng bớt được. Ngài mới sao ngài mới đưa về lại cái từ viện của ngài. Ở trong từ viện ngài cũng nghĩ rằng ngài là một chú tiểu trong chùa đức hạnh tu tập siêu việt như vậy, từ nhỏ tới lớn chưa từng làm cái việc gì mà thất nhân thất đức. Khi mà bố mẹ sinh ra mà tu tập phước đức trong nhà hiền lành, đưa vô chùa mà đức hạnh siêu việt cỡ đó, ngài nghĩ trong cuộc đời của ngài chưa từng làm cái điều gì mà tu tập rất là tốt nha, mà tại sao ngài gặp oan gia trái chủ, ngài không có ai điều trị được hết. Khi về lại từ viện rồi ngài cũng trong đêm khuya, ngài buồn, ngài cũng chán quá, cũng tự chấp thân chấp phận ngoài, nên ngài phải bò khỏi trong từ viện đi, ngài bỏ chùa ngài đi, bỏ từ viện bỏ cái tầm lâm lớn ngài đi. Ngài cũng đi lúc giờ khi ra ngoài thì bắt đầu không có đi dưới hình thức vị tăng nữa, mà đi cũng mặc đồ rách rưới cực khổ, một kẻ khổ nữa. Đi miết rồi một hôm ngài phát hiện này, cứ nhằm hướng tay ngài đi. Một buổi chiều hoàng hôn ngài đến một cái khu vực đồi núi đó, bò đi ăn xin không ai biết ngài hết. Tướng tá của ngài vì họ đều giống người ăn xin vậy, phải bò phải lết phải thọt phải đi. Thế đi một buổi chiều hoàng hôn này tự nhiên ngài thấy là ngài cái lộ trình ngài đi về hướng tây, gặp một cái ngọn núi. Một buổi chiều hoàng hôn bắt đầu là buông xuống rồi, ngài nhìn lên trên đỉnh đồi cao rồi tự nhiên là phát hiện có hai cái cây tùng. Nhưng ngài mới nhớ là cái vị sư ngày trước, nên vội vã ngài đắp ngài bò lên trong đó. Thì cái vị sư đứng ở phía trước và nói: ồ, tôi đứng đây tôi đợi ông đã lâu rồi, tôi ở đây tôi đợi đây ông lâu rồi. Trên đó có một cái chùa nhỏ, và bây giờ trong khuya là ông cứ vô, tôi đưa ông vô trong cái thư phòng ở trong đó nghỉ ngơi, rồi cũng lấy nước lấy đồ rồi cho nghỉ đi. Ông nói cái việc này tôi ở đây tôi đợi ông đã lâu rồi, rất là dễ trị, tôi đã nói với ông là không ai cứu được ông chỉ có tôi thôi. Thì bây giờ thì đã khuya rồi, phía sau chùa này nó có một cái dòng suối nó chảy, nước suối rất là trong sạch thơm mát. Sáng mai đó tôi sẽ đưa ông ra ngồi đó, ông chỉ cần đưa ông xuống với ông tắm rửa thì việc này việc kia cái một ghế thì nó hết thôi, chứ không có gì lo hết. Bây giờ khuya rồi hãy là nghỉ ngơi, ngày mai tôi đưa đi. Nhưng mà bắt đầu khuya rồi, giữa đêm khuya núi đồi sương lạnh gió rét, nên cái một ghế càng rét nó càng nhức kinh khiếp nữa, mà chịu không được, ngủ không được. Cho ngày ráng ngày nghe ngày cái ngày vị sư nói cho ngày ráng ngày bò ra phía sau núi đồi. Ngài quả nhiên ngài thấy cái dòng suối, thấy dòng suối chảy róc rách, ngài đáng bò tới dòng suối này rồi vội vàng ngài muốn vốc nước, nằm dài xuống mà vốc nước bận nước rồi rửa cái một vẻ đến 10. Trong cái đêm khuya cái một vẻ cái miệng nó có miệng mà nói luôn, nói ngài hãy khoan rửa ra.
Ngài là một vị mà thông đầu kinh tạng kinh sử hết, Ngài biết hết tất cả những chuyện xưa cổ kim. Thế Ngài có đọc qua cái câu chuyện giữa Ngài Liên Án và Tiều Thố không? Liên Án và Tiều Thố. Liên Án là một trong những cái người quan văn rất là giỏi, là với cái Tiều Thố là một cái vị quan võ phò tá. Cái câu chuyện đó nó xảy ra trong cái đời trước, cách đây là cũng gần cách đây cũng phải là gần cả nước là gần mấy trăm năm rồi. Thì câu chuyện cổ ngày xưa ông có đọc không biết không, Ngài có đọc nó có biết. Thì cái một kẻ nói ông chính là Liên Án, ta là Tiều Thố. Tiều Thố là một quan võ, còn Liên Án là một quan văn, hai người là hai cánh tay đắc lực của triều đình, vua rất là trọng dụng. Nhưng mà Tiều Thố là quan võ cho nên là ông là con nhà võ, nên thường không có ăn nói to này, mất lòng người này người kia, nhưng mà tâm rất là tốt. Và ông với Liên Án hai người kết bạn thông giao với nhau, hai cánh tay đắc lực của vua. Thì trong một cái cuộc chinh chiến đánh cái nước Long Bang họ, thì vua cử Tiều Thố đi dẹp đất nước Long Bang. Khi thắng trận trở về thì Tiều Thố về tới hoàng cung đó, thì là thắng trận trở về ông ta ăn to nói lớn việc này việc kia, vua qua tất cả mọi người rất trọng dụng. Và những cái quần thần mà những người mà bè bạn cái vai cắm của Viên Án thì mới nói này, vua ông mới bảo này là Tiều Viên Án là phải làm sao, phải triệt hạ ông này, chứ không mà ông bây giờ ông được lập công to thì vua trọng dụng ông, thì ông muốn xem ông ra thế người kia. Thì các cái vị quần thần, những cái bè bạn, những cái phay cánh của ông Viên Án mới nghe lời xúi dục đó, mới tâu lên vua là ông Viên Án đã là ông là cống cao ngã mạng, nắm binh quyền cái này rồi kia, giờ ông đã đánh được Long Bang, kéo binh giờ ông sẽ giết vua thế này rồi kia, lập ra những chứng cứ giả. Nên khi mà đi về rồi thì vua ông tin, đi về tới cái triều trong cái cung đình đó thì cho những sát thủ mai phục giết chết Tiều Thố này, chặt đầu, bêu đầu, treo đầu giữa trận. Anh Tiều Thố mà khi ông chết rồi, chết on chết ức như vậy, là một người có cái công đức lớn, có hiến cả đời mình cho cái sự nghiệp quốc gia. Như vậy mà bây giờ mình chiến chết on chết ức, chặt đầu mà treo đầu giữa trận, mà là bêu đầu thị chúng. Nhưng khi ông chết rồi, ông trở thành hồn ba bóng quế, mà ông thề là mình sẽ trả thù ông Viên Án một cách khốc liệt nhất. Thì khi mà ông Viên Án triệt hạ, ông nghe lời xuống giật dục của những người phe cánh mình, ông là người rất là tốt. Ông tự nhiên ông nói tại sao mình lại là vua quan giáo họa mà giết người bạn của mình vậy? Và ông ăn năn bút chút, ông không chịu được, ông trốn nhà ra đi. Trốn nhà đi, ông tới một tự nhiên ông đi lang thang, ông tới những nơi thanh vắng nữa đó. Hối hận vô cùng. Tự nhiên một hôm ông ta đi vô tình, ông đến một cái, ông lên một cái từ viện rồi. Và ông đến thấy cái cảnh chùa yên lặng, yên tĩnh, tu tập, ông lên trên đó rồi, ông xin, ông là người quan văn mà, thích đọc sách. Anh vô cái tàn kinh cát, xin ở trong đọc sách, đọc kinh, đọc sách, tự nhiên ngộ đạo rồi luồn ra tất cả mọi việc. Ông ta ăn năn hối hận sám hối, ông ta xin xuất gia. Và ông ta rất là người có cái căn lành. Nên khi mà xuất gia như vậy, ông trải qua gọi là 10 đời, 10 kiếp. Và lúc nào cũng là ăn năn hối hận, xuất ra một cái là từ chút tiểu mà xin ở chùa. Tu tập lúc nào cũng đức hạnh giới, luật tinh nghiêm. Nên 10 đời, 10 kiếp như vậy làm hòa thượng đạo cao đức trọng, thống lòng kinh sử. Nên là khi mà ông ta ông Tiều Thố, ông ta là khi mà ông theo báo thù làm cái hồn ma bóng quế, ông ta theo báo thù liên tục trải qua mưa đời một chút. Mà lúc nào ông thấy ông Viên Án những xuất gia đời nào cũng là hòa thượng tu tập ở trong kệ, mà lúc nào cũng ăn năn sám hối, kinh kệ tụng kinh trì chú ngồi thiền rất nhiêu mật hết, cho nên là ông là hồn ma bóng quế, ông theo ông hại. Nhưng mà ông trong các cái chùa Già Lam, ông này tu tập tốt, cho nên ở trong chùa Già Lam thấy thanh tịnh, có Phật, có Pháp, có hộ Pháp rồi đó, thì ông ta không có hại được. Mà ông theo 10 đời 10 kiếp vậy. Nói cái đời thứ 10, ông mới nói đời thứ 10 ông là Ngộ Đạt bây giờ. Tôi là Viên Án, tôi theo ông báo thù 10 đời 10 kiếp rồi. Mà lúc nào ông cũng là tu tập thanh tịnh việc này kia, tôi không có cơ hội để báo thù. Mà thậm chí ông mà cứ đi theo báo thù mà thấy ông này lúc nào cũng kinh kệ, cũng thiền định, cũng Phật Pháp hết, cho nên là ông theo dõi, nhưng mà ông cứ theo dõi toàn là kinh điển Phật Pháp thì mình rút ở khu ngộ ra. Là cái mối thù ông cũng nó buông rồi. Nên nhưng mà cái kiếp cuối cùng ông là khi mà ông lên ở trên cái Pháp toàn, tự nhiên ông khởi cái tâm cống cao nhã mạn. Ông nghĩ rằng trong cái lúc bây giờ, trong cái cuộc đời có ai bằng ông, vua ngoan trưởng giả hòa thượng đại đức cũng không bằng ông. Quỳ lạy dưới trong ông, thỉnh ông thuyết Pháp.
Nên lúc mà ông cống câu nha, mà lúc nó không có long trọng hộ pháp, người ta không hộ ông, cho nên tôi mới hại ông lúc đó. Và thay vì giết người phải đền mạng, phải trả một giá rất là đắt. Nếu mà giết một người mà một phút đức một người mà trụ cột triều đình, lúc nào phải trả cái giá là không phải trả một mạng sống, một bao nhiêu là mạng nữa. Nhưng mà từ cái lúc đó ông tu tập như vậy, ông hóa nhạc rồi, chuyển nghiệp rồi. Cho nên là thôi, mà ông có biết chăng cái vị sư mà đứng ra mà giúp ông từ lúc đó mà thử lòng ông đó, mà giúp ông đó cấp chính là Tôn Giả Ca Nạp Ca, là một trong 500 vị A-la-hán. Ngày nay trong các chùa thì có Thập Bát La-hán. Trong 500 vị A-la-hán có Tôn Giả Ca Nạp Ca. Ai mà Phật trì kinh từ vị thị xóm chúng ta thấy Tôn Giả Ca Nạp Ca mới thị hiện ra cái nước từ dòng suối đó, dòng suối Giải On. Ngài Ngộ Đạt nói là cái mối thù oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đến là chấm dứt. Tại vì Tôn Giả Ca Nạp Ca là một vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát đã đứng ra hóa giải oan nghiệp của mình, của chúng ta rồi. Và tôi cũng trong thời gian báo thù đó thì cũng theo ông biết mà ít gì cũng ngộ ra vấn đề Phật Pháp, vấn đề phúc đức, vấn đề oan gia trái chủ, tôi cũng sẽ chuyển hóa tự tâm của tôi. Nên ngày Ngộ Đạt nghe và là sợ, vốc nước là lăn ra rửa, rửa cái một ghế. Rồi rửa xong là ngày ngóc lên bò xuống luôn. Khi mà sáng mai ngày tỉnh dậy một cái là ánh mặt trời nó chiếu vào trong cái mắt của ngài. Ngày tỉnh dậy ngày thấy cái dòng suối cũng không còn, nhìn lên cái hai cây tùng cũng có, cái chùa cũng có luôn. Ngài mới nhớ là cái chuyện đêm qua là biết là ngài các vị thánh giả Bồ Tát A La Hán Tôn Giả Ca Nạp Ca đứng ra cứu ngài, có giải ông già trái chủ này. Ngài cũng phát nguyện ở trên núi đó, ngài lập một cái am, cái tròi, cái cốc, hàng ngày tinh đón tu tập và soạn ra một cái viết một cuốn sách tên là Từ Duy Thí Sáng Pháp. Từ Duy Thí Sáng thì cái lời văn hết sức là tha thiết. Ai mà đọc kinh vô cái lời mà ăn năn sám hối tội nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, on tra trái chỗ thật là tự tác, thật là tha tác, thật là giáo tha tác, là kiến tác tùy lý, là tất cả những cái đó đều là ăn năn sám hối hết, khó giải tất cả những nghiệp là về lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và từ đó cái lời văn rất là hay, kinh điển, các ngài với ngài về sau thấy nó rất là nghiêm nghiệm, mới đưa vào trong cái tục tạng. Tục tạng tiếp tục đưa vào trong tạng kinh và tục tạng mới đặt lên. Cho nên mặc dù cái đó trong triều đại nhà Đường về sau mà cũng gọi là nó liệt vào tạng kinh, kinh Từ Duy Thí Sáng Pháp mà chúng ta vào trì hàng ngày. Nên trong cái vấn đề, trong cái cuộc sống hàng ngày này, nhiều khi mình nhiều nữa mình cứ nghĩ về câu chuyện ngày Ngộ Đạt Quốc Sư tu 10 đời nhìn cái 10 kiếp. Nhiều người mới nói tu cũng đâu có một, có 2 năm hay là vài tháng hay là 10 ngày, nói ô tôi là tu tập thế này làm phúc lầm rất là, tại sao tôi thế này cũng kia, tôi trách thân trách phận làm này tới kia, là trách cuộc đời trách này trách kia. Thứ mình nghĩ về câu chuyện ngày Ngộ Đạt tu 10 đời 10 kiếp làm hòa thượng, nhưng mà nghiệp thì cũng phải trả chứ không phải là bình thường. Nên ở trong này khi mà đề cập tới vấn đề trong cuộc sống, có nhiều đạo tràng, có nhiều tăng ni, có nhiều Phật tử, mà chúng ta cứ hở cái trách cuộc đời mình, cái nghiệp mình nó nặng, mình gặp toàn những điều xấu không. Nhiều khi mình gặp những cái thầy tà bản ác, ông Tăng là, nếu mà gặp những ông Tăng là tự phong mình thế này thế kia đủ thứ, không có tu tập, không có giới hạnh, mà không có ở trong chùa trong chiền mà lập tầm bậy tầm bạ. Hay nhiều ông thầy và nhiều bà cô mà nếu mà tu tập không có duyên thì làm lại những cái việc này việc kia không có tốt. Ai nữa có Phật giáo mà gặp những vị đó tự nhiên vội vàng mình lên án, cái phúc đức của mình đã không có phúc duyên gặp những cái thầy hiền bạn tốt, những bậc đạo sư trí tuệ, những người tốt, thì mình phải trách mình. Ở đằng này mình không có duyên là mình gặp những cái vị thầy phá giới phạm trai ăn quậy đủ thứ hết, chứ mình lại trách những vị đó. Tôi không thèm quy y tăng, không hiểu chữ tăng là gì. Anh trong cuộc sống rất là nhiều, rất nhiều cái đạo tràng thậm chí người ta bảo rằng là tôi chỉ quy Phật quy pháp thì không quy tăng. Đây tăng với thầy đủ thứ trợ là tỏ sư quy, không hiểu chữ tăng là gì, không biết ăn năn sám hối cái duyên cái phúc của mình, mà mình là mất đắng cái phúc đó mà tự mình phá tam bảo mà mình bẻ gãy mất 200 thì phá hỏi Phật pháp thôi. Mình chỉ bảo quy Phật chứ quy pháp thì tăng không quy, không hiểu chữ tăng là gì. Vì khi mình học Phật thì mình làm sao mình cố gắng, mình thẩm thấu, mình chịu khó, mình nghiên cứu, mình tu tập, mình tìm hiểu, mình thử nghiệm. Và làm sao mình là tiên trách kỹ hậu trách bỉ. Tức là trước cái việc gì nó xảy ra thì mình phải nên trách bản thân mình trước, chứ không có nên trách những người khác, phải trách cuộc đời này.
mà vội vàng lên án chỉ trích rồi mình phá hỏi Phật pháp lúc nào hay. Cái câu chuyện mà có những cái đạo tràng mà thế này thế kia cũng làm cho Phật pháp mình cũng một thời gian đau đầu. Đó là có những cái người tổ chức họ xuất hiện ở đó, họ tu tập thế này cầu vãng sanh rồi họ làm đúng thứ, tự nhiên nó quy Phật quy pháp thì không quy tăng. Mà tăng là những cái người mới giữ gìn được, nhờ có tăng mới có được cái chùa chiền, mới có kinh tạng mới giữ gìn kinh tạng, mới giữ gìn được Phật pháp. Thì cái bài về Tam Bảo hôm nay á, thì quý thầy mình học tới đó, tại vì bây giờ cũng đúng cũng là hết giờ rồi, 11:15 rồi đấy. Thế thì mình đã tìm hiểu được Phật pháp tăng và hiểu được cái Tam Bảo, nhất là cái chiều danh từ tăng. Rồi các cái này xin chúng ta cứ lưu ý, sau này mình học không những là học cho mình mà mình còn truyền bá Phật pháp về sau. Ai rồi các quý thầy sau này cũng là các quý thầy quý sư cô rồi cũng sẽ đi trụ trì một chúng, ít gì cũng một lần lên cũng phải truyền trao về tam quy và ngũ giới cho Phật tử, thì phải hiểu được cái chuyện Phật pháp, nhất là cái chuyện tâm. Để mình hiểu, mình giảng dạy cho Phật tử người ta hiểu được, không hiểu được cái chuyện tăng gì cũng vội vàng mà lên án chỉ trích là phá luôn tôi. Trước mắt muốn mà họ không hiểu, họ có duyên được gặp được những cái bậc thầy đạo cao đức trọng, cũng cứ vội vàng lên án chỉ trích những người khác, rồi vội vàng bẻ gãy luôn Tam Bảo phá hẳn. Cái đấm 300 mà mình bẻ hai, bẻ mất 100 thì 200 từ ngã rồi. Đó là cho nên vô tình, nhiều khi không biết có cố tình hay là vô tình mà bị người ta chụp cái mũ là phá Phật pháp ta. Phá cái Phật pháp giữa thế gian này chứ không phải bình thường. Trong những tiết sau các tăng sinh ở tầng học á, là ở nơi khi mà lên những giờ học là quý thầy cũng sẽ truyền ra những cái kiến thức mà bên ngoài thực tế ứng dụng, còn những gì mà có ghi trong sách trong vở ghi cụ thể thì cái đó các tăng sinh chịu khó đọc trước. Thế Tam Bảo là gì, quý Tam Bảo là gì? Bài học hôm nay trong hai cái tiết này quý thầy giới thiệu về Tam Bảo rồi là kết hợp với trong kiến thức của Phật học phổ thông của Phổ Hòa Thượng Thích Từ Hoa vậy, đó là quy y Tam Bảo. Là cái bài lần trước thì cũng giới thiệu chung về cái lợi ích của Phật giáo mà trong thế giới ngày nay người ta công nhận như thế nào. Mỗi một bài viết đều có hết thì các con xin về chịu khó học, chẳng hạn như thời gian ở đây không có thể không triển khai hết được, dường như nói về ý nghĩa của Vesak là gì, nguồn gốc của Vesak như thế nào, cái đại hội đồng bảo an của Liên Hợp Quốc cái tổ chức để làm sao. Nhưng mà các con xin chịu khó mà tìm hiểu rất là có ích cho mình, hiểu được rõ và ràng về Vesak, về Liên Hợp Quốc và cái sự lợi ích của Phật giáo mà thế giới phải công nhận đến mức độ phải chọn Phật giáo là làm một cái tôn giáo tổ chức, chỉ có Phật giáo mới được ý vinh hạnh vinh dự là được trên thế giới công nhận là cái tổ chức, lấy đó là cái ngày lễ của quốc tế Liên Hợp Quốc. Cho dù những cái tôn giáo khác họ ta cũng có cái tín đồ đông hơn Phật giáo rất là nhiều, có những cái lễ rất là đông hơn nhiều Phật giáo, có thể lớn mạnh hơn Phật giáo rất là nhiều, nhưng mà Liên Hợp Quốc không công nhận, công nhận Phật giáo. Thì phải biết rằng cái sự mà cống hiến của Phật giáo, của lợi ích của Phật giáo đã để lại cho nhân loại như thế nào, ngày nay người ta phải ghi nhận nó làm sao. Bài học hôm nay là chúng ta ôn lại vấn đề lợi ích của Phật giáo trong bài đạo Phật, và thứ hai triển khai trên vấn đề Tam Bảo. Những cái tiếp theo thì các tăng sinh chúng ta sẽ tìm hiểu học về cái gọi là Tam Bảo, có những mặt Tam Bảo như thế nào, đồng thể Tam Bảo, thế gian Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo như thế nào, thế gian trụ trì Tam Bảo như thế nào, học cũng rất là cụ thể. Nhưng hôm xưa nay chúng ta chỉ nói Tam Bảo, Tam Bảo mà mình không hiểu được, không hiểu được nội dung, không hiểu được ý nghĩa. Trong những tiết học như thế này các mình chịu khó mình đào sâu mình nghiên cứu, mình chịu khó đọc sách được rồi đó, thì khi đó thì những cái giờ học mình thì sẽ nó rất là ít vô cùng. Và bây giờ cái bài học hôm nay của thầy xin dừng ở đây. Các tăng ni sinh nào có câu hỏi gì chúng ta có thể dành 5-7 phút gì đó để mà chia sẻ. Có những thắc mắc gì ở các tăng ni sinh nào, ai thắc mắc gì chúng ta mở cái mic lên chúng ta đưa câu hỏi. Chúng ta sẽ dành khoảng chừng 5 phút 7 phút để chia sẻ một chút câu hỏi, những thắc mắc của tăng ni sinh, và chúng ta sẽ hỏi những công đức nghĩ. Em đi thật không? À, nó có gì không ạ?
nếu mà không thôi bây giờ tội hướng công đức họ miễn phí học ở đây. Rồi khi học các em sinh rất là nhiều cái thắc mắc, cố gắng chúng ta ghi lại các câu hỏi. Có thể trong cái tiết thứ hai tuần tới thì có những câu hỏi chúng ta sẽ giải quyết trước, đưa những câu hỏi để chúng ta sẽ trao đổi trong vòng 10 phút 15 phút hay nửa tiếng gì đó, nếu mà các em sinh có những thắc mắc. Rồi. Thế còn không mà chúng ta cứ giảng thao thao cứ chập cứ hết giờ mình không có nói chuyện trao đổi được. Nhất là trong những cái vấn đề cuộc sống, thắc mắc gì trong cuộc sống, trong sự tu tập của mình, trong những kinh tạng, kinh điển, thì những tiết học Phật pháp như thế này là những cơ hội để chúng ta đưa ra để chúng ta cùng nhau thảo luận những cái sự hiểu biết của mình rõ ràng. Chứ có cái tiếng tâm, để có nhiều người mà không có tiếng tâm đầy đủ trong Phật giáo, không có tiếng sâu mà không hiểu kỹ, thì có nhiều khi trong Phật sống, trong cái đời cuộc sống tu tập, nhiều cái buồn vui, nhiều cái phiền não nó phát sinh, thì chúng ta cần phải chia sẻ, tháo gỡ. Những cái lớp giờ học Phật pháp là nó có lợi ích như thế. Các tăng ni sư chúng ta cố gắng dành dựng nơi mà các tăng ni sư chúng ta đồng đắp tay chúc mặt niệm cho những bài hỏi hướng. Nguyện đem công đức này chúng sanh.